Chào các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân đang có mặt tại thương hiệu PSG Lock. Đây là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Úc. Và hôm nay thì Vân sẽ cùng mọi người trải nghiệm xem là cảm nhận của khách hàng cũng như là đại diện thương hiệu và sản phẩm này như thế nào nhé. Hello, I have one question that how do you feel about this brand? Good, very good. Really? Thank you. Yes. Và cô ấy nói là sản phẩm này là một sản phẩm rất là tốt và cũng như là đạt được rất là nhiều giải thưởng và được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Vậy thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.